Dạ, Vũ An Giang xin chào tất cả các bạn đã trở lại clip mới của Vũ. Thì hôm nay Vũ làm cái clip về một chiếc xe Future 2 máy Thái hàng ba cục của Việt Nam ha, gắp máy Thái nhưng mà nhập về hàng ba cục là Áo mình sườn về Việt Nam gắp lại. Nên cái xe nó rất là ngon, đậu AT nha các bạn. Thì tổng quan chiếc xe là áo zin, nước sơn zin không có bắn nhầm tốt ha. Cái lốc máy thì mình cũng phát hiện là nó không có bắn nhầm tốt. Thì xe kêu bán với giá là 18.500. Đến quay từ ngoài sau ra ngoài trước cho các bạn. Xe đậu tại kho nên nó có một số xét. Thì chúng ta muốn chốt xét thì mua G7 về xịt vô ha. Xịt bảy vô là hết à. Thì dành ở sau thì mình cũng thấy dành còn zin Siam Gucci ha, chữ CVW là của nó ha. Đó, nắp dây sên này cũng còn khá. Xe Future 2 thì chạy máy rất là im nha các bạn. Lốc bạc áo sống rồi ha. Thì tại kho thì cũng hơi mờ, các bạn xem cũng thông cảm bỏ qua cho dùm ha. Thì ốc ác này cũng còn theo xe ha. Nó có cái độ xuống theo năm tháng. Đầu xuống máy 00 à. Máy 00 đầu ET chạy rất là ngon. Cái xe gớt đầu bây giờ nó cũng 15 triệu rồi. Cái đây là đầu nồi zin, cái độ bông của ốc là tự động bông ha. Dòng Phu 2 này tự động bông với mấy cái xe khác cũng tự động bông bông bông, bông lên những cái nút như vậy. Ốc có chữ S đàng hoàng nha các bạn. Ốc zin đầu vén cạnh đàng hoàng. Cái này là tự động bông chứ không phải dấu chìa khóa mà dẹo vô nó bị bông vậy ha. Ốc còn vàng. Này là đưa dầu vô là sáng. Bình xăng con nãy mình cũng coi cũng còn F2, bình xăng con zin. Câm đồ à. Cũng zin, phuộc rồi của zin không có sơn ha. Ngon lành, để hơi test máy cho các bạn tham khảo. Các anh em nào thí dụ thích dòng Phu 2 đó có được mua không được thì mình xem đi giải trí thôi. Cái dành trước là dành Gucci của Alpha các bạn, không phải dành Thái ha. Không phải Siam. Thì heo là heo zin, có đóng đát heo ha, có đóng cái đát heo zin. Đĩa cũng đĩa zin mà có sự hao mòn theo năm tháng ha. Lốc bên đây tối đồ, lốc bên đây cũng không có cái không có bị sơn ha. Mình sang con F2, mình sang con còn tươi êm lắm. Rồi cái lá trắng bồ này cũng còn zin nè ha. Muốn đẹp thì chúng ta sẽ về thay áo mới. Thì cái bình xăng của Honda Future 2 á thì nó là đóng cái chữ T gạch S 341 2543 SRM ANF125 Honda. Nó như vậy là đúng zin của nó ha, còn của nó là không có cái lá dĩ rồi để bảo vệ cái cổ bô ha. Thì muốn ấy thì chúng ta phải ở đây vô mất tiếp khách lầu ổng thằng kia tán nó đi về bán rồi. Rồi đi coi rồi test máy các bạn ơi, máy thì ấm lắm, máy ấm. Nó hơi bị rù mấy rù cái mũ tại vì xe chúng ta không chạy mà. Để dựng chống giữa lên chúng ta nẹt lúc nào cũng rù cái mũ vậy. Cái nồi zin còn chả còn nhẹ là ok ha. Máy này ấm lắm. Trời, cái dòng này các bạn chạy ghiền luôn á. Nó rù cái mũ đâu đây. Lấy vít rồi siết lại ha. Thì mấy cái này vẫn còn bị thay mờ theo năm tháng, nó rù mấy cái này nè ha. Ok. Xe này không có bị sơn phết áo còn zin ha, không có sơn bắn chậm giá, nếu mà chậm giá là mình nhìn vô phát hiện liền ha. Nè mấy này nó không gầy thì nó hơi bị rù. Khẩu khóa cũng còn zin, nó chìa khóa đây ha. Có sự hao mòn theo năm tháng. Thì sườn mình sườn chỗ này có bị xét nha các bạn. Báo gõ chứ các bạn ha. Trời vẫn nhận không, xe này đậu cũng hơi bị lâu rồi, ha. Mặt này đẹp. Nắp xăng cũng zin, bình xăng mẹ cũng đẹp, nó có chạy chỉ theo năm tháng, cái nút xăng cũng còn khá đẹp ha. Rồi xe này ngon ok các bạn ơi, giá 18 là chơi được ha. Máy ấm êm, máy Phu 2 mà máy zin chạy là các bạn sẽ bị ghiền á. Rồi thì đại khái là clip này như vậy. Bản số xe đây ha các bạn. Để coi mình sườn gấp đâu có bị
Mình sườn này chỗ này hơi xét nhẹ miếng như vậy là cái chắc xe này còn lại rất là êm các bạn ơi. Đầm bọng rồi nó cũng không có bị vàng gì ha, nó bị bong theo năm tháng thôi chứ không có bị, đại khái là êm ok. Đầm này cái má đầm này không bị sơn ok, xe này chắc xe còn lại rất là êm. Thì Vũ quay cái clip nào cũng vậy, cái dù cái có gì Vũ sẽ nói đó, cái nào êm là Vũ sẽ nói êm. Các bạn muốn gì các bạn sẽ lại đây test xe đi là ok ha. Cái sườn chỗ này thông thường á, những cái xe mà miền ngoài giờ xét banh chành chỗ này trơn chứ gấp rồi xét nhiều lắm, nhưng mà xe này ít xét là chắc xe còn lại rất là êm. Rồi đại khái vậy đi, mình cũng có công chuyện rồi, xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.